Năm nay 28 tuổi, 29 tuổi chứ. Ngày trước thì anh đi làm nhân viên văn phòng ở Sài Gòn đó. Đấy. Nhưng mà sau một thời gian thì anh cảm thấy là mình có cái niềm đam mê về nông nghiệp nhiều hơn. Đấy, thì anh quay về đây để anh thực hiện làm nông nghiệp. Thật ra thì cái công đoạn nào nó cũng khó khăn cả. Tất cả mọi công đoạn, từ lúc lâm gian cho tới lúc chăm sóc cây con cho đến cái lúc cây lớn như vậy, mỗi giai đoạn có mọi khó khăn riêng của anh. Cho nên là bây giờ mong muốn làm nông nghiệp hữu cơ thì cứ tìm hiểu quy luật của tự nhiên, của hệ sinh thái trước, rồi sau đó là bắt tay vào thị trường cái gì thì mình trồng. Thì anh thấy bây giờ thị trường bây giờ nó có hai, theo anh nhìn nhận thôi nha, theo anh nhìn nhận thì thị trường bây giờ nó có hai cái thị phần chủ yếu. Một á là rẻ, hai là chất lượng. Đấy, thì bây giờ là cái xu hướng, cái nhu cầu của con người bây giờ là người ta lúc nào cũng muốn đẹp mà sạch. Cho nên là nếu mà đã làm nông nghiệp hữu cơ thì không sợ là phải không bán được. Cái điều mà anh tâm đắc nhất á, đó là cái nông nghiệp hữu cơ thì nó tiết kiệm được cho mình rất là nhiều cái công sức. Anh nghĩ cái bước đầu tiên là phải chọn giống. Cái câu chọn giống rất là quan trọng. Tại vì nếu mà mình trồng sai giống ngay từ đầu á, hoặc là cái cây giống yếu ngay từ đầu á, thì rất là khó chăm sóc cây sau. Còn khâu thứ hai là nước tưới. Cái thứ ba thì thuộc bảo vệ thực vật. Thế nếu làm cánh sạch như này á, thì em nên đập bệt ở trên cao. Còn cái thứ tư nữa là câu cắt cành.